Trong video này thì Cường Bích sẽ hướng dẫn cho mọi người cái công cụ lấy UID người dùng Facebook. Cái này là nó sẽ nằm trong cái slide của cái chương trình siêu target, thì nó có 3 bước. Đấy. Bây giờ chúng ta đang ở bước thứ hai, đó là tìm họ trên Facebook. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy công cụ. Ok, chúng ta gõ đường dẫn cuongbich.com UID số điện thoại. Đấy. Rồi. Chúng ta tiến hành đăng nhập. Chúng ta ấn đồng ý. Rồi, ok. Thì bước đầu tiên thì chúng ta phải tải cái bộ để chuyển đổi. Thì chúng ta có thể là bộ cài Mac hoặc là bộ cài Windows. Cái này thì mình sẽ không hướng dẫn nữa bởi vì nó cũng quá là đơn giản rồi. Mọi người có thể là cài phần mềm cho Mac như thế nào hay cài phần mềm Windows. Đấy. Thì sau khi mà chúng ta tải về á và cài đặt lên á thì nó sẽ có một cái phần mềm như thế này. Đấy. Đây là giao diện của phần mềm. Đây. Ok. Thì ở đây thì mọi người sẽ thấy là cái giao diện cái này thì ở đây là mình đã đăng nhập vào rồi, và mọi người sẽ đăng nhập vào phần mềm bằng cái nick. Mọi người có thể sử dụng một cái nick nào đó mà nó hoạt động ổn định, nick phụ cũng được, hoạt động ổn định nick chính cũng được. Nhưng mà để cho nó ok thì mọi người có thể sử dụng một cái nick phụ. Thì mọi người thấy đây là có những cái chức năng quét này. Thứ nhất là quét bạn bè này, quét trang này, quét nhóm này, quét bài viết này, quét sự kiện này. Ở đây mình ví dụ là mình quét bài viết nha, UID những người lấy bài viết. Ok, bây giờ mình sẽ vào một cái bài viết. Cái này thì chúng ta sẽ hoạt động dựa trên nguyên tắc đó là Facebook nó cho quảng cáo bằng số điện thoại. Thì chúng ta có thể chuyển đổi từ UID thành cái số điện thoại và chúng ta sẽ úp lên chạy quảng cáo. Thì ví dụ để mà lấy cái link ấy, thì chúng ta sẽ vào cái thời gian này. Chúng ta ấn copy này. Đấy, ví dụ bây giờ mình muốn quét những người like cái bài này đi, 264 người ở đây chẳng hạn. Rồi, mình sẽ vào lại cái phần mềm. Mình dán cái link vào đây. Tất nhiên là chúng ta có thể là dán nhiều link cùng lúc bởi vì nó hỗ trợ như vậy. Giờ, rồi chúng ta sẽ quét UID này. Đây nó có hai cái chức năng quét. Quét này là quét đơn giản, tức là lấy UID thôi. Còn cái này là quét tất cả, tức là nó sẽ khai thác hết đấy. Tức là những cái thông tin công khai ấy. Nhưng mà cái này là hơi lâu, chúng ta mục đích là chúng ta sử dụng quét UID thôi. Đấy, ví dụ mọi người nhìn thấy ở đây chúng ta tìm được là 375 khách hàng. Đấy, ok. Chúng ta sẽ lưu ra nhé. Lưu này. Đấy, ví dụ như là UID chẳng hạn, like chẳng hạn, bài viết siêu target chẳng hạn. Đấy, ok. Chúng ta có thể lưu ra ngoài màn hình. Rồi, ok. Tương tự với chức năng quét bạn bè thì cũng tương tự như vậy nhé. Đấy. Ví dụ chúng ta muốn quét bạn bè của một ai đó chẳng hạn. Ví dụ bây giờ mình có một cái người bất kỳ đi. Ví dụ ở đây cái ông này đi. Ví dụ Ánh Quyên đi, cô ấy chuyên bán đồ trẻ em chẳng hạn, bạn bè cô ấy là bán đồ trẻ em. Thì chúng ta sẽ lấy cái UID của cô ấy này, kích vào đây này. Lấy UID này, Ctrl C này. Có cả nguyên link cũng được nha mọi người nhé, bỏ vào phần mềm này. Đấy. Đấy. Giờ thì chúng ta sẽ quét bạn bè của họ này. Giờ đây là bạn bè của họ này. Đấy, hệ thống nó quét ra được ngay 1.800 khách hàng. Đấy, tương tự như vậy. Còn đây là quét trang. Quét trang thì ở đây thì chúng ta không thể quét là những trực tiếp vào những người like trang, nhưng mà mọi người có thể quét được những người mà tương tác với các bài viết trên trang. Đấy. Đây. Quét những người dùng để tương tác. Đấy, ví dụ mình có một cái trang như thế này.
Thì ở đây thì mình có thể là tạo fanpage cộng đồng, hoặc là chúng ta có thể lấy những fanpage cộng đồng của các đơn vị khác. Babylon chẳng hạn. Ok, chúng ta gõ Babylon nhé. Đấy. Ta Ctrl C nhé. Rồi. Cái tệp khách hàng chúng ta là những người học của Babylon chẳng hạn. Chúng ta quét này. Đây chưa. Đấy. Đấy, chúng ta quét chưa? Tất cả. Đấy, và đây là ở dưới góc là hệ thống đang báo là có bao nhiêu khách hàng nhé. Tương tự thì chúng ta quét nhóm thì chúng ta bỏ link vào nhóm, và những cái nhóm mà nhóm nhóm kín thì bắt buộc là mọi người cái nick mà chúng ta quét nhé thì phải được tham gia nhóm nhé. Còn nhóm công khai thì tất nhiên chúng ta quét được rồi, không nói. Đấy, trong nhóm thì chúng ta sẽ quét được thành viên nhóm. Hoặc là chúng ta có thể là quét bài viết, thì có thể là bài viết trong nhóm, bài viết trên trang, bài viết của fanpage hay bài viết của sự kiện. Đó là cách. Thì ở ngoài ra thì nó có một, ở đây thì chúng ta sẽ thấy này, chúng ta nó cũng đơn giản sử dụng này. Tất cả các bài bài post này, bao nhiêu lâu này. Đấy. Đây mọi người thấy nó đang quét không? Rồi, mình sẽ dừng nhé. Rồi. Thì để mà tìm những cái trang này á, thì chúng ta sẽ coi lại cái slide về cái buổi siêu target. Tức là có 3 bước ấy, xác định khách hàng ngoài đời và xây dựng hình ảnh, xác định họ ở đâu trên Facebook, thì chúng ta mới đến giai đoạn quét. Đây là công cụ để tìm UID, chúng ta nhập link vào. Ví dụ nhập link thằng này vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ hiện ra UID của nó là bao nhiêu. Đấy, link ID chẳng hạn. Ở đây thì nó cũng có một số tiện ích. À, ví dụ như nó lọc này, lọc này, lọc này. Đấy. Sau đó là ở đây chúng ta có nhập và lọc. Đấy. Chia và gộp, bởi vì là sau này mọi người dùng UID thì một ngày ví dụ chúng ta không thể kết bạn nó quá nhiều chẳng hạn, thì hệ thống này mọi người có thể là chia cái tệp ấy ra, chia nhỏ ra chẳng hạn, nếu một ngày mình chỉ kết bạn 1.000 chẳng hạn. Thì về cái khai thác UID thì mình sẽ có một cái video riêng. Video hôm nay thì mình chỉ nói về cái chuyện mà quét UID thôi. Đấy. Đúng không? Đây. Chưa? Đấy, sự kiện cũng tương tự nhá. Thì mọi người có thể là quét được thằng này. Đấy. Rồi, ok. Thì đó là cái hướng dẫn mà mọi người quét của cái UID. À, nếu mà có khó khăn gì thì mọi người có thể là comment bên dưới cái video này, thì mình sẽ xử lý cho mọi người. Mình sử dụng UID thế nào thì mình sẽ làm một cái video tiếp theo. Chào tất cả mọi người.